Hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2024, lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả, Roma. Thứ hai, tuần thứ 18, mùa thường niên. Trích sách thiên tri Seremia, năm ấy vào đầu triều đại cdca vua Judah tháng 5, năm thứ tư có tiên tri Hanania, con của Azur, quê ở Gabaon, nói với Jeremiah trong đền thờ Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng, Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán thế này, ta đã bỏ ách của vua Babylon, còn hai năm nữa thì tất cả những đồ dùng trong đền thờ Chúa mà Nabi khodonosor vua babylon đã đoạt đem qua babylon ta sẽ đem về nơi này zikonia con joachim vua juda cùng tất cả những người juda bị lưu đày đi babylon ta cũng sẽ đem về nơi này vì ta bỏ ít vua babylon chú phán như thế Bây giờ tiên tri Jeremiah trả lời tiên tri Hanania trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong đền thờ Chúa. Tiên tri Jeremiah nói: "Được, Chúa cứ làm như vậy, Chúa cứ thực hiện những lời anh đã nói tiên tri. Ngài cứ đem các đồ dùng trong đền thờ Chúa và mọi người lưu đày từ Babylon về nơi này." nhưng anh hãy nghe lời tôi nói cho anh và toàn dân nghe các tiên tri trước anh và tôi đã nói tiên tri từ lâu cho nhiều xứ và vương quốc vĩ đại biết có chiến tranh cơ cực và đói khát nhưng tiên tri nào nói tiên tri cho biết có hòa bình khi ứng nghiệm lời mình nói thì mới được nhận là tiên tri thật chúa sai đến Bấy giờ Tiên tri Hanania giật cái ách nơi cổ của Tiên tri Jeremiah mà bẻ đi. Rồi Hanania nói trước mặt toàn dân rằng: "Chúa phán thế này, hai năm nữa ta sẽ bẻ ách của Nabuchodonosor, vua Babylon, nơi cổ mọi dân tộc như thế đó." Và Tiên tri Jeremiah bỏ đi. Nhưng sau khi tiên tri Hanania giật cái ếch nơi cổ tiên tri Siramia mà bẻ đi, thì có lời Thiên Chúa phán cùng Siramia rằng, hãy đi nói với Hanania rằng, Chúa phán thế này, người đã bẻ ếch gỗ thì ta sẽ lấy ếch sắt thay vào, vì Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán, ta đã đặt ếch sắt vào cổ mọi dân tộc này để chúng làm tôi Nabucodonosor, vua Babylon. Chúng sẽ làm tôi vua ấy. Và cả đến thú vật ngoài đồng, ta cũng nạp cho vua ấy. Tiên tri Siremia liền nói với tiên tri Hanania rằng, Hỡi Hanania, hãy nghe đây, Chúa không hề sai anh. Anh đã làm cho dân này tin tưởng sự giả dối. Vì vậy, Chúa phán thế này. Đây ta sẽ cắt người khỏi mặt đất. Năm nay người sẽ chết vì người đã nói chống lại Chúa. Và tiên tri Hanania đã chết trong tháng 7 năm ấy. Đô là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. Xin đưa con xa cách con đường gian dối và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thanh chỉ của Chúa. Xin Chúa đừng rút lời chân ly khỏi miệng con vì con trông cậy vào sắc vô của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thanh chỉ của Chúa. Tâm hồn chung như mở đặc, vô cảm giác, phần con biết sướng vui do luật pháp của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thanh chỉ của Chúa. Nguyện cho lòng con trọn vẹn hương về thanh chi Để con không bị sâu hổ than thùng Lạy Chúa xin dạy bảo con những thanh chỉ của Chúa những tên ác nhân đợi chờ để thủ tiêu con Nhưng con vẫn quan tâm đến lời Ngài nghiêm huân Lạy Chúa xin dạy bảo con những thanh chỉ của Chúa con không bước trật đường thánh vô của Ngài Bởi vì chính Ngài dạy bảo con Lạy Chúa xin dạy bảo con những thanh chỉ của Chúa Alleluia, Alleluia Người ta sống không nguyên bờ banh Nhưng bởi mọi lời do miền Thiên Chúa phán ra Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin do an tể giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Nhân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và hai con cá. Ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no và người ta thu lượm được 12 thúng đầy, những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời, chua. lời chúa, lạy chúa Kitô ngợi khen chúa. Để chúa cùng hành động Người cầm lấy năm cá bánh và hai con cá ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông ai nấy đều ăn và được no nê mắt theo chương 14 câu 19 đến 20 suy niệm trước đám đông chuấn ngược, các tông đồ đã thả tay và để trách nhiệm giải quyết cơn đói về phía dân chúng các ông nhận ra khả năng giới hạn của mình chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá. Đối với các môn đệ, giải tán đám đông là hướng giải quyết hợp lý nhất. Các ông đã quên rằng Chúa đang có mặt ở đó, mà ở với Ngài mọi sự đều có thể được. Mắc cô chương 10 câu 27 Chỉ với số vốn ít ỏi của các ông, Chúa Giêsu đã cho dân chúng ăn no nê mà vẫn còn thu được 12 giỏ đầy những mẫu bánh còn dư lại. Cùng hành động với Chúa, phép lạ lớn lao đã được thực hiện. Mời bạn, con người hôm nay vẫn phải đối mặt với những cơn đói. Đói lương thực, đói hòa bình, đói tình thương và đói khác Thiên Chúa nữa. Chúa vẫn yêu cầu chúng ta, chính anh em hãy cho họ ăn. Hãy giải quyết cơn đói của nhân loại nhưng không phải một mình theo cách của con người, mà hãy để Chúa cùng hành động với mình và theo cách của Chúa. Vì không có thầy, anh em không thể làm gì được. Doan chương 15 câu 5 Sống lời Chúa Hãy ý thức trước khi bắt đầu làm việc gì trong ngày. Đọc kinh sáng soi hoặc cầu nguyện xin Chúa cùng làm với bạn. Cầu nguyện là Chúa. Con ý thức bản thân con đầy những thiếu sót. Giới hạn khi nhìn đến nhiệm vụ lớn lao mà bỗng phận một người môn đệ phải làm, phải sống. Xin Chúa cho con đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ hành động một mình theo kiểu con người, mà luôn để Chúa cùng hành động với con. AMEN Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày Tha nhân không là hỏa ngục. Có một chàng thanh niên khao khát trở thành một thánh nhân. Chàng xin vào một dòng tu, không mấy chốc chàng khám phá ra tính tình nóng nảy của mình. Nhưng thay vì tìm căn nguyên nơi mình, chàng quy trách cho những người xung quanh. Tha nhân đã trở thành hỏa ngục đối với chàng. Sau cùng, không còn chịu nổi đời sống tập thể nữa, chàng nghĩ có thể tìm thấy sự yên tĩnh trong sa mạc thế là chàng đã lên đường tìm đến một nơi hoang vu vắng vẻ để cắm lều sống đời ẩn sĩ mà thật thế chàng đã tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn tuy nhiên sự bình an trong cô quạnh ấy không kéo dài được Màu quỷ đã kéo đến và chúng đã gây xáo trộn trong căn lều xinh xắn của chàng không còn giữ được bình tĩnh, chàng đã nổi tâm bành và đạp đổ tất cả. Sau cơn giận dữ, trở lại trạng thái bình thường, chàng mới hồi tâm suy nghĩ. Ta đã bỏ lại tu viện các anh em của tôi, nhưng tôi đã mang chính tôi vào sa mạc. Không phải anh em tôi là căn nguyên của đau khổ của tôi. Nhưng tính tình của tôi mới là đầu mối của mọi đỡ vỡ. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình chúng ta được mời gọi để sống trong xã hội. Tha nhân không phải là một trở ngại, nhưng chính là một trợ giúp để chúng ta phát triển nhân cách và thành toàn. Tất cả mọi căn nguyên chính của thất bại và thành công đều nằm trong ta. Cuộc chiến cam go nhất và liên lị nhất của chúng ta chính là chiến đấu chống lại bản thân chúng ta. Xã hội có thể thay đổi, cuộc sống có thể tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết cải thiện con người của chúng ta trước bài trích sách lẽ xong